Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một địa điểm ngắm san hô tại khu vực Cù Lao Chàm. Và thuyền mình đang neo đậu tại cái vị trí này để cho tất cả mọi người cùng lặn ngắm san hô. Hôm nay thời tiết tương đối nắng. Đây là những cái vị khách của mình đang lặn ngắm san hô. Nó chơi tuyệt vời. Trời ơi, em ở đây mà nhìn thấy san hô mà. Wow. Rất là hứng. Đây là bãi mọi người tắm và ngắm san hô. Và khi mà đến với cái vị trí của Lao Chàm này thì chúng ta sẽ được cung cấp một cái kính như này. Còn phao nữa không bác? Đây phao đây mấy cái đây. Đấy. Tưởng còn phao tròn ấy. Chúng ta cung cấp chúng ta được cung cấp một cái kính như này. Và chúng ta sẽ bơi trên mặt nước, chúng ta sẽ mặc mắt vào nước và chúng ta sẽ nín thở, chúng ta sẽ ngắm san hô với những dạng san hô rất đẹp các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm quan cảnh của cái khu này. Chìm mỗi cái mặt xuống chứ. Ô cái mặt xuống thôi, cần gì phải chìm người. Em nghe đây. Hả? Có bao tròn không anh? Bỏ cứ hai rồi. Có bao tròn không? Bỏ cứ lại luôn đâu. Hết khô đâu. Không ra đúng đâu được. Không ra đâu. Đây đây cho thêm hai cái. Béo quá. Nó chưa thêm cái nữa đi em ơi. Thêm cái nữa. Nữa. Hai vợ chồng víu vào cái. Đây là đối tượng hai vợ chồng. Được chưa, đủ chưa? Sao nó lội lành phanh ấy. Rất tuyệt vời. Dạ, vâng. Em đang quay anh đây, thì nó em chụp. Em quay xong khoảng 5 phút, xong rồi có gì em lấy tư liệu cho anh, tí em chụp. Rồi, kia là hai vợ chồng đang coi là cầm một đống phao để mà mình có thể nổi. Anh chị đã mặc một áo phao rồi mà. Anh chị ơi, nhóm kia ơi, sông bơi vào trong quá, quay lại dần đây. Rồi đừng, ở đây có anh, rồi có anh rồi, tốt rồi, ok. Đấy, anh trai này chỉ bơi thôi, không ngắm. Đấy, đây, bơi ở đây là sướng hơn ở trong bờ biển chứ. Đấy. Riêng là chị Hạnh là phải nổi hẳn mình trên mặt nước. Chứ bây giờ là chìm một tí là bắt đầu là phải ấy rồi. Là sợ rồi. Chị bỏ áo đi, chị có áo phao rồi sợ gì nữa à. Đấy, đúng rồi. À, rất tuyệt vời. À, đây là anh Hiếu và chị Hạnh. Chị Hạnh đang bắt đầu cười. Thế là mình rất an toàn khi mà mình đang mang trong mình ít nhất là 4 cái áo phao. Vượt qua đại dương. Đấy. Thôi là tận trường xa. Ôi nhìn xuống dưới đẹp lắm. Vâng. Còn một nhóm đang đấy. Rất tuyệt vời. Ok, chúng ta ngắm vậy thôi. Đấy, bác cho em rụi chân phát để em cũng thay cái quần em mặc. Đấy, thôi rồi, sạch sạch rồi. Em cũng xuống, em muốn nhảy, em tắm, trải nghiệm với mọi người cùng trải nghiệm. Tắm đây.
tắt đấy. Ui mặt thế nhỉ, lạnh đấy, nhảy xuống thế là lạnh đấy, nước này lạnh đấy. Ok, xin chào. Xin chào mọi người nhá.